Sau 5 ngày ngăn đập, nắng dòng, ngày hôm qua các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an, biên phòng và các lực lượng khác của tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức hoàn thành việc ngăn suối Rào Trăng, bắt đầu việc tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích dưới lòng suối. Để ngăn đập nắng dòng được, thời gian qua Ban Chỉ huy Cứu nạn đã huy động tổng lực từ phương tiện, nhân lực để hoàn thành việc đào đắp hàng trăm mét khối đất đá. Các lực lượng đã đào đắp tạo dòng chảy mới có độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét. Tạo đập ngăn dòng chảy cũ dài 15 mét, cao hơn 3,5 mét, rộng 5 mét. Trong sáng ngày 22 tháng 11, sau khi ngăn đập xong, các lực lượng bắt đầu chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, tính đến nay đã có 6 thi thể được tìm thấy trong tổng số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ngày 12 tháng 10. Vẫn còn 11 thi thể chưa được phát hiện.